Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ngày 29 tháng 2, một lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Nghệ An cho biết, sau khi thông tin phản ánh nghi vấn biển thủ tiền công đức tại Đền Hoàng Mười, lực lượng công an đã vào cuộc xác minh, làm rõ. Theo clip phản ánh, một người trông coi đền Hoàng mười, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An có nhiệm vụ lấy tiền công đức trên các bàn thờ bỏ vào hòm công đức. Tuy nhiên, thay vì lấy tiền trên bàn thờ bỏ vào hòm công đức theo đúng quy định, thì có một người đàn ông lại nhét vào vỏ hộp bánh quy đã bóc sẵn. Người này sau đó đã đưa về cất tại giường của cá nhân. Khi được hỏi, thì người này cho biết lấy một ít để anh em ăn sáng, trực đêm. Sau khi thông tin được đăng tải, nhiều người rất bất bình về hành vi của vị cán bộ trông coi đền Hoàng mười. Đồng thời mong muốn công an vào cuộc xác minh làm rõ. Sau khi có thông tin phản ánh, lãnh đạo huyện Hưng Nguyên đã yêu cầu ban quản lý đèn Hoàng 10 báo cáo thông tin liên quan đến sự việc. Để có thông tin khách quan và thông tin chính thức trả lời cơ quan báo chí, lãnh đạo huyện Hưng Nguyên đã đề nghị công an huyện này vào cuộc xác minh làm rõ sự việc. Vị lãnh đạo huyện Hưng Nguyên chia sẻ, theo như đoạn video phản ánh của cơ quan báo chí, nhóm người này là cán bộ trực tại ban quản lý đèn, còn đúng hay không thì phải kiểm tra lại mới biết chính xác. Đền ông Hoàng Mười nằm ở địa phận làng Xuân Am, Hưng Thịnh, Hưng Nguyên, Nghệ An. Thờ ông Hoàng Mười, đền nằm cách trung tâm thành phố Vinh khoảng 2 km. Theo ghi chép, đền được xây dựng vào năm 1634 từ thời hậu Lê, trải qua lịch sử đền bị phá hủy. Năm 1995, đền được xây dựng lại, giờ trở thành trung tâm văn hóa tín ngưỡng, tâm linh nổi tiếng của tỉnh Nghệ An. Tại đền giữ 21 đạo sắc phong, bản thân tích chữ Hán và hệ thống tượng Pháp có giá trị lịch sử và thẩm mỹ cao. Khu đền chính gồm 3 tòa điện là Thượng Điện, Trung Điện và Hạ Điện. Công trình này mang kiến trúc đền chùa thời nhà Nguyễn. Năm 2002, đền ông Hoàng Mười được Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An xếp hạng di tích lịch sử văn hóa. Đền ông Hoàng Mười có hai kỳ lễ hội lớn là rằm tháng 3 âm lịch, lễ hội khai điểm và ngày lễ hội dỗ ông Hoàng Mười, ngày mùng 10 tháng 10 âm lịch. Những ngày qua, thông tin và hình ảnh về đám cưới của cặp đôi ngoài 70 ở Nghệ An đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Nhân vật chính của đám cưới này là ông Nguyễn Ngọc Linh, 75 tuổi, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, cùng vợ là bà Phan Thị Lan, 70 tuổi. Ngày 25 tháng 2, vợ chồng ông Linh tổ chức đám cưới vàng kỷ niệm 50 năm ngày cưới. Gây xôn xao dư luận, hình ảnh đám cưới của cặp đôi U80 được chia sẻ khắp mạng xã hội. Nhiều người gửi lời chúc phúc và ngưỡng mộ trước tình yêu của ông bà. Vợ chồng ông Linh không tham gia mạng xã hội. Thông qua con cháu, ông bà biết chuyện mình đang nổi rần rần trên mạng. Để chuẩn bị cho đám cưới vàng, vợ chồng ông Linh cùng nhau đặt may lễ phục. Bà Lan chọn áo dài xanh, còn ông Linh mặc vest chỉnh tề. Ông Linh tự lên kế hoạch bỏ tiền tổ chức tiệc cưới, con cháu chỉ giúp đỡ hỗ trợ một số công việc nhỏ. Do con cháu, họ hàng và bạn bè hàng xóm tổng cộng hơn 300 người, nên ông Linh làm 30 mâm cổ, ông không đặt món của nhà hàng mà dùng cây nhà lá vườn để đại khách. Ông Linh cho biết, chúng tôi dân quê, có gì đại đó, Tôi bảo con cháu làm thịt một con bê sữa 35 kg, một con lợn rừng hơn 5 kg, 40 con gà. Tất cả đều được đem nướng trên than hồng rồi trải ra mâm đã lót lá chuối. Chúng tôi bày thêm vài chén nước chấm ở mỗi bàn. Thế là cổ bàn cũng tươm tất bà con dự tiệc ăn uống vui vẻ. Ông Linh chỉ bỏ ra khoảng 40 triệu đồng đã có được lễ kỷ niệm 50 năm ngày cưới rình rang. Không chỉ vậy, ông còn thiết đãi con cháu họ hàng xóm làng, bữa ăn miễn phí. Ông bà nhất định không nhận phong bì, Ông Linh cho rằng khoảng 90% khách mời là con cháu, họ hàng thì lấy tiền làm gì? Mình đãi tiệc cưới để chung vui, đâu phải kiếm tiền. Đặc biệt, đám cưới vàng của vợ chồng ông Linh được tổ chức đầy đủ nghi lễ. Trước cưới một ngày, ông Linh chở bà Lan về nhà ngoại. Hôm sau, ông cùng con cháu họ hàng đi trên 25 chiếc ô tô đến rước dâu. Bà Lan bẻn lẻn nắm tay chồng, bước lên xe hoa. Người mẹ 90 tuổi của bà Lan một lần nữa chúc phúc cho con gái tuổi 70. Đoàn xe rước dâu rời nhà gái về đến hôn trường. Ông Linh dắt tay vợ lên sân khấu trong tiếng hò reo, pháo giấy rợp trời. Họ cùng trao nhẫn các bánh kem rót rượu như một đám cưới thật sự. Được biết, ông bà quyết tâm làm đám cưới vàng để bù đắp những năm tháng thiếu thốn. Ông Linh bày tỏ sự bất ngờ xen lẫn vui thích. Ý tưởng tổ chức đám cưới vàng được ông Linh ấp ủ từ 6 tháng trước. Ông chia sẻ mong muốn này với vợ và nhận được sự nhất trí cao. Ngày xưa gia đình tôi từ nơi khác đến nghĩa đàn khai hoang, vợ tôi cũng theo bố mẹ đến đây lập nghiệp. Chúng tôi biết nhau và nảy sinh tình cảm. Đến năm 1974, khi cất xong nhà tạm, chúng tôi tổ chức đám cưới trong điều kiện thiếu thốn đủ thứ. Lễ cưới diễn ra vào ngày 16 tháng 1 năm 1974 âm lịch, trước sự chứng kiến của người thân và dân làng. Hôm đó chúng tôi không có lễ phục để mặc, sân khấu và phong màn dựng tạm bằng vách vơ lúa, rồi dùng chăn màn quay lại tiệc cưới đãi bà con bằng cơm đồn sắn không có tiếng nhạc sập sinh. Dù vậy mọi người rất đoàn kết vui vẻ chúc phúc cho vợ chồng tôi, ông Linh kể. Ngày 16 tháng 1 năm 2024, âm lịch, tức ngày 25 tháng 2 năm 2024, dương lịch là tròn 50 năm ngày cưới của vợ chồng ông Linh. Hiện tại, kinh tế gia đình ông Linh đã ổn định, 8 người con yên bề gia thất. Trước đám cưới vàng, ông Linh đã đặt sẵn khách sạn cùng vợ hưởng tuần trăng mật ở cửa lò gian khổ đã qua, con cái trưởng thành. Đây là lúc ông bà tận hưởng tuổi già hạnh phúc. Thời gian qua, tại khu du lịch suối Cá Thần Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, xuất hiện con bò sáu chân, hai đuôi kỳ quái, thu hút hàng nghìn người hiếu kỳ tới xem khi đến tham quan vãng cảnh tại suối Cá Thần. Qua quan sát, gần hang cá ra vào và sát chân đường lên hang núi, có tấm biển quảng bá hiện tượng lạ, bò sáu chân, hai đuôi, Tiếp đó, bên trong khu nhà riêng, chủ bò căn bạc dựng rạp, phía trên có biển quảng bá: "Quý khách tham quan hiện tượng lạ bò sáu chân bên suối cá." Phía dưới gia chủ tổ chức làng đường và thu tiền vào xem bò, mỗi người nếu muốn vào xem bò phải bỏ 7.000 đồng. Bên cạnh người đàn ông thu tiền có hộp đựng tiền ghi: "Hỗ trợ gia đình nuôi bò sáu chân 7.000 đồng một người." Phía trong là chú bò khá đặc biệt, ngoài vẻ hiền lành béo tốt bên trên gù lưng bò có hai chân và một cục thịt hình trụ giống đuôi buông xuống chân trước bên trái. Đây là hiện tượng sinh học ít gặp. Rất đông du khách sau khi xem cá lạ đã tò mò lên xem chú bò được quảng bá là kỳ lạ này. Nhiều người tỏ ra thích thú nhưng nhiều người khác lại cảm thấy tội cho chú bò bị dị tật. Nhiều người tranh thủ chụp ảnh cùng chú bò. Dù gia chủ luôn nhắc nhở du khách cẩn thận kẻo bò hút, nhưng thực tế chú rất hiền lành, người lớn trẻ em đuôi nhau chụp ảnh cùng. Theo gia chủ, chú bò béo tốt này đã được 6 năm tuổi, hàng ngày chú được gia đình chăm sóc cho ăn uống, tắm rửa cẩn thận. Theo tìm hiểu, chú bò này được đưa từ huyện Bá Thước xuống địa điểm du lịch này đã lâu. Chủ bò đã thuê địa điểm là nhà dân nằm bên trong khu du lịch suối cá Cẩm Lương để phục vụ du khách. Có người muốn mua lại chú bò trên với giá cao hơn nhiều lần bò bình thường, nhưng chủ không bán. Ông Đỗ Ngọc Hoàng, giám đốc Trung tâm Văn hóa huyện Cẩm Thủy xác nhận các thông tin về chú bò được cho là kỳ lạ nói trên và cho biết thêm do đây là nhà dân và khu du lịch cũng đang cần thêm điểm nhấn nên ban quản lý tiếp tục cho phép gia đình tổ chức cho du khách xem bò. Gia đình cho thuê nhà và chủ bò đã báo cáo chính quyền địa phương. Ban quản lý cũng thường xuyên nhắc nhở đảm bảo vệ sinh, an ninh, an toàn.